Do là mọi thứ nó mới lạ quá, rất là hào hứng và rất là sung sức, nhưng mà càng về sau thì về gần cuối ngày thì cảm thấy là cuộc như là đã mệt đường như một ngày bị đuối. Chụp chiếu sáng của Galaxy S7 là mà đội mình là người đã tìm ra cái khóa đầu tiên để giúp cho các bạn khác cũng có thể chụp lại. Chụp chiếu sáng xuất sắc. Mình trong tay mình có chiếc Samsung Galaxy S7S thì nó có thể có khả năng chống nước vậy đã giúp mình vượt qua được những thử thách đó, kể cả những thử thách như là dèo xuồng hay đi gì đi nữa thì mình cũng vẫn có thể ngồi trên thuyền selfie mà không sợ nước bắn chúng. Quá bất ngờ,